Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, bây giờ đang là 6 giờ tối của ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới tất cả quý vị đang xem video clip của chúng tôi. Trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng thì hôm nay chúng tôi giới thiệu tới một bộ sản phẩm, đó là bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ mita. Cũng trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh, từ video trước chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái bộ bằng gỗ gụ, thì hôm nay chúng tôi giới thiệu bộ làm bằng gỗ mita và được phun PU màu trần giữ nguyên màu gỗ theo yêu cầu của khách hàng Thái Bình. Đây cũng là một đơn đặt hàng độc nhất và duy nhất trong năm 2020. Và thường thì chúng tôi gỗ mít, chúng tôi sơn son tiếp vàng và phủ hoàng kim. Thì đây quý khách lại yêu cầu là sơn PU màu trần thì chúng tôi phải làm rất là kỹ mới lên được màu như này. Và bức cuốn thư này có kích thước là dài 1m97, rộng 97 và được chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Như trên màn hình các bạn đang xem đây. Vì là nền vàng nên khi thép vàng thì chữ nó sẽ không được nổi. Nhưng nếu là màu cánh gián thì chữ nó sẽ nổi hơn. Quý khách lưu ý khi chọn các cái tông màu và các cái gam màu. Ví dụ như màu cánh gián thì chúng ta chữ thép vàng. Và nếu đi màu trần như này thì thép vàng cũng được nhưng nó sẽ không nổi được cái phần chữ mà nó sẽ nổi phần nền. Chúng tôi cũng báo luôn tới quý khách là như vậy để cho quý khách tham khảo. Trong video trước chúng tôi đã giới thiệu các cái bộ bằng chất liệu gỗ gụ sơn PU cánh gián, màu nó hơi sẫm thì chữ nho thì nó sẽ nổi hơn. Và bộ này chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ meta và sau khi phun trần thì nó sẽ lên được màu như này. Và đôi câu đối là đôi câu đối lòng mo. Và chỉ một ít nữa là chúng tôi sẽ giới thiệu luôn. Bức này là bức dài 1m97. Đang có rất nhiều các cái quý khách hàng có thắc mắc về chất liệu gỗ gụ hay làm bằng chất liệu gỗ mita. Thì chúng tôi cũng tư vấn và báo giá là cái giá để làm bằng gỗ mita thì nó cao hơn rất nhiều so với làm bằng chất liệu gỗ gụ. Và hai cái loại chất gỗ này đều là tốt và bền. Còn phần vàng là vàng Đài Loan. Quý khách nào có nhu cầu làm bằng vàng 4 số 9 thì giá thành nó sẽ cao hơn. Và chúng tôi sẽ tính theo thời điểm vàng SJC của nhà nước cập nhật mới nhất để chúng tôi tính để phủ vào chữ. Là vì mỗi một bộ như này kích thước lại khác nhau thì các cái phông chữ, kiểu chữ cũng dài rộng khác nhau. Thì mình tính vàng SJC nó sẽ chuẩn hơn. Tùy theo từng bộ. Và bộ câu đối của khách hàng này chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, đó là vế bên phải. Và vế bên trái thì chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền, Vạn Đại Vinh. Bên trên chúng tôi chạm Rơi Rơi và phía dưới chúng tôi chạm Quả Đào. Cũng được làm 100% chất liệu gỗ mita, sơn PU trần. Và video thì đang được quay trực tiếp tại các xưởng sơn đồ thờ cúng của chúng tôi. Chuyên chỉ để sơn son thép vàng. Và dát vàng Đài Loan, cũng như dát vàng 4 số 9. Chúng tôi nguyện đem tới người dùng cũng như người xem tất cả các quy trình làm đồ gỗ, đồ thờ, quy trình thép vàng, sơn son. Chúng tôi sẽ chia sẻ tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh để có thể xem được các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Chúng tôi vẫn tự hào là một cơ sở có thể đưa tất cả các quá trình này lên. Chúng tôi không giấu giếm một quá trình nào cả. Chúng tôi sẽ công khai với tất cả quý khách để cho quý khách trước đến giờ mà chưa xem được thì quý khách có thể xem tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi sẽ quay từ A đến Z, từ đầu đến cuối cho quý vị xem. Đây là phần hoàn thiện của chúng tôi khi chúng tôi đã sơn và thép vàng bóng bẩy. Và trong rất nhiều clip trước chúng tôi đã quay các cái khâu đoạn đầu tiên, đó là chúng tôi phải đốt gỗ để cho hết cái lông gỗ, sau đó chúng tôi mới đi vào nước lót đầu tiên. Các bạn đang xem đây là một cỗ ngai thờ loại đại cao 1m17 và các cái đài nến mâm bồng, bình hoa và một bức cuốn thư bằng chất liệu gỗ hương.
Đấy, như chúng tôi đã phân tích, nếu như đi màu sẫm thì là chữ nho thiếp vàng nó nổi hơn cái khi chúng ta đi nền màu vàng. Chữ cũng vàng thì nó sẽ làm nổi phần nền hơn, chứ phần chữ lại không nổi. Tùy theo yêu cầu của quý khách. Cơ sở đồ gỗ Anh có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Thì quý khách có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hãy liên hệ về hai số hotline, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp và chi tiết nhất cho quý khách để quý khách không bị lừa đảo rủi ro. Quý khách hãy gửi các cái thắc mắc về Zalo 0986 883349 cho chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.